Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đi cắt dưa. Dưa được ăn rồi các bạn ơi. Lại ra quấy phá này. Đây này, mấy bữa trước mình mới gieo hạt, bây giờ đã được ăn rồi nha. Ui giời ơi, lại ra quấy phá. Lại ra quấy phá. Cái bên này cớm quá, chưa thấy ra nhiều hoa thái lắm mà không thể nở hoa được. Không hiểu sao không thể hoa được đâu. Cây này cớm quá chăng. Cây lan chi nhiều hoa quá. Miu miu miu, ru ru vào người. Đấy. Ăn gì đây? Ăn bậy bạ. Đi theo ra vườn. Già hết rồi này. À, hôm nay mình sẽ cắt. Đây, hoa lan chi. À, cái này cũng ra nhiều hoa, mỗi tụi hoa nó không được sặc sỡ. Trồng hết. Cái chỗ này trồng rau là không có lên được. Mỗi lan chi là mọc rồi thôi. Ok, cái này trồng chưa biết rồi. Cái này, hoa này ra nhiều mầm. Sâu này, sâu sợ đấy. Còn sâu. Ok, mình sẽ cắt cái này thôi. Quả dưa này nhá. Ok. Màu này là được rồi này. À, già rồi. Ok. Cắt quả này trước. Còn mấy quả kia để sau. Được không? Ok, nó già như này rồi. Bữa trước có 2 quả mà mình không có để cắt đi. Quả này là phải đợi thêm. Hơi có mùi thơm rồi. Nhưng mà các bạn biết không, hôm qua là mấy con gì mình chưa xem, nhưng mà ăn hết quả ổi của mình. Khi mà nó già già nó có mùi thơm ấy, là ăn luôn. Đây này, quả dưa vàng bên này mình chín hơn ấy, là đã cắn một miếng rồi. Cho nên hôm nay mình sẽ cắt hết. Cắt 3 quả già này trước. Còn quả nào mà bắt đầu già vàng vàng có mùi thơm thơm một tí ấy, là mấy con buổi đêm ấy nó ra nó ăn hết luôn. Nó lôi cả cái túi bóng mà mình
bao mình bọc vào trước ấy. Đấy, không được ăn với nó đâu, cho nên mình sẽ cắt ba quả già này trước. Dưa lê với dưa vàng ấy ở đây cũng rẻ mà ngọt lắm. Ui, cái rổ này nhỏ quá. Mình phải để một quả dưa lê, hai quả dưa vàng không vừa. Vượt cả đầu. Đấy, nhìn thích không? Chỗ này cớm quá. Đây còn quả bên này nữa. Ôi, trời nắng quá. Và mình sẽ quay một chút nắng. Ơi là nắng luôn. Đấy. Quả này to lắm. Mình quay thế thôi nhưng mà nặng cực kỳ luôn. Đó. Và quả bên này thì chín hơn. Nhưng mà thực ra là mình nghĩ là chưa, mình cắt vào đây thôi. Mình tò mò mình sẽ bổ, nhưng mà nếu mà mọi người nói là để thêm vài hôm ấy, nó sẽ ngọt hơn. Đây. Đây đến quả này chín hơn này. Quả này bị ăn một miếng rồi đấy. Nhưng mà chắc là còn đang bận ăn có ổi nên là chưa ăn, chưa tha quả này đi. Mình thấy thế cho nên mình cắt ba quả già vào trước. Đó. Bạn thấy không? Họ nói là hái vào vài hôm mới ngon ấy. Nhà mình tò mò quá, mình phải bổ luôn. Bổ luôn xem như thế nào. Đây là quả dưa lê này. Đó. Đúng ra là màu nó phải trắng hơn nữa ấy, thì nó sẽ ngọt. Nhưng mà mình tò mò quá nên mình mới bổ. Mình biết là để thêm vài hôm nữa thì sẽ già, nhưng mà để thêm thì không còn dưa để bổ cho các bạn xem đâu, vì là mấy con này nó sẽ buổi đêm nó sẽ ăn hết. Quả dưa lê này cũng to lắm, bổ ra vào cái đĩa to là nó như thế này này, các bạn nhìn xem. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem là thấy mùi cũng khá là thơm rồi, cũng khá là ngọt rồi, không đến mức độ như mình nghĩ là nó xanh ấy. Hạt thì già rồi và có thể trồng được rồi đấy, là hả? Giòn. Thơm, còn thơm lắm. Ăn cũng ngọt rồi nhưng mà mình nghĩ là để thêm vài hôm nữa sẽ ngọt hơn ấy. Bên này thì cũng nhiều loại dưa lắm, cực kỳ nhiều loại dưa mà cũng ngọt nữa ấy. Nhưng mà mình thích trồng hơn. Xem thành quả của mình như thế nào thôi. Bây giờ mình sẽ bổ thử quả dưa vàng mà như thế nào. Quả này đúng ra để hái vào để vài hôm, nhưng mà mình muốn bổ ngay để mình xem. Đấy, thấy không? Wow, cũng vàng ghê rồi đấy chứ. Đó.
đây được một đĩa. Quả này to dài cho nên là mình phải xếp nó lệch lệch thế này. Mùi thơm quá. Mình cứ nghĩ là không thơm mà lại thơm không tưởng. Mình cứ hít hà cái mùi dưa. Đó. Nhìn ngon không? Đây để xem dưa vàng như thế nào. Ô, cũng khá là ngọt rồi nhá, không đến mức như mình nghĩ. Đây quả này là hai hôm sau mình mới bổ. Quả này vàng hơn, ngọt hơn này. Không á. Đó. Bạn thấy không? Mình để nó vàng hơn ấy, để nó xuống nước nó ngọt hơn. Đây, đây là thành quả của mình vừa review cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy thích thì nhấn like và đăng ký ủng hộ mình nhé.